Vâng, an cư rồi mới lập nghiệp, thế nhưng hàng chục hộ dân sinh sống tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh lại đang phải điêu đứng vì đột ngột nhận được thông báo là công nợ tiền giá trị quyền sử dụng đất từ hàng trăm cho tới cả hàng tỷ đồng. Sự việc này đang gây bức xúc và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của các hộ dân nơi đây, bởi vì tình thế đi không được mà ở lại thì cũng không xong. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên VTC14. Là một trong các hộ dân nằm trong dự án khu nhà ở phục vụ cho người thu nhập thấp và các hộ bị giải tỏa trên địa bàn quận Bình Thạnh, do công ty dịch vụ công ích quận Bình Thạnh làm chủ đầu tư, gia đình ông Nguyễn Văn Dũng hiện đang vô cùng bất an khi bỗng dưng nhận được yêu cầu phải đóng 2,7 tỷ đồng tiền giá trị quyền sử dụng đất, trong khi trước đó ông đã nộp đầy đủ tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Sau 3 tháng vẫn ở trên cái nhà mà không có giấy tờ, đó, mà vào ngược lại tâm lý lại mang một cái khoản nợ rất lớn, 2 tỷ rưỡi tiền đất. Giả sử như các anh chị có cảm giác như tôi thì chắc có lẽ là tôi là thần kinh vững lắm. Đó. Trong dự án này còn có một phần diện tích được dùng để xây dựng chung cư thu nhập thấp 5 tầng dành cho các cán bộ viên chức lâu năm của thành phố. Mặc dù trong thời điểm mua nhà hợp đồng có ghi, khách hàng chỉ chịu chi phí liên quan đến việc công chứng mua bán, đóng lệ phí trước bạ và đăng bộ theo quy định, nghĩa là được miễn tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, sự thật thì ngược lại. Công ty Hải Sơn Hải Sản thì đất này, đây là một công ty quản lý nhà nước. Công ty dịch vụ công ích là thay mặt Ủy ban nhân dân quận trả lời, nói là như vậy là thu tiền giá trị quyền đất là do Ủy ban nhân dân thành phố và sở tài chính đòi. Chúng tôi thấy bản thân chúng tôi không phải đóng, chưa kể là cái chuyện chúng tôi là diện chính sách được mua nhà thu nhập thấp mà như vậy là ông nọ bà kia nói là miễn, nhưng bây giờ không thấy miễn gì, bây giờ như vậy không có đấy. Do hai cái mất lớn, mất của tụi tôi đã một người dân có thể kiếm được, như mất lòng tin vào chính quyền, mất lòng tin vào là công ty đầu tư là trực thuộc của quận đó mà bán cho tôi những sản phẩm như vậy, một sản phẩm bán không hoàn chỉnh mà làm sao khách hàng mà mua được, đó, cuối cùng không sử dụng được và cuối cùng không bán cho ai được. Riêng ở nhà tôi á, là coi như đóng tiền cao nhất ở trong cái khu này, có nghĩa là 5 tỷ 3 mà tôi cũng như là gọi trên trời rơi xuống, tôi cũng không biết cái số tiền đó từ đâu đi ra nữa, mà bây giờ không biết xoay sở số tiền đó như thế nào để mà giả sử như đóng tiền hay làm bằng một cách, và những cái công việc kinh doanh của tôi á, là nó đầu hầu như là nó phá sản vì những cái dự án này. Trong suốt thời gian qua, người dân nơi đây đã không ngừng gửi đơn kiến nghị tới cơ quan chức năng thành phố. Tuy nhiên, quả bóng trách nhiệm cứ lăn từ nơi này qua nơi kia rồi bạc vô âm tín. Còn người dân thì ngày càng mất niềm tin và điêu đứng hơn vì khoản nợ trên trời rơi xuống, một trách nhiệm mà lẽ ra phải thuộc về chủ đầu tư.